Công chúa Yajudala là con của quốc vương Thiện Giác và vương phi Cam Lộ xứ Koliya. Lúc 18 tuổi, Yajudala sánh duyên cùng thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya đất nước Sakya. Trong nhiều tiền kiếp xa xưa, thái tử và công chúa đã từng là chồng vợ của nhau. Sau khi thành hôn, công chúa Yajudala sinh một người con trai tên là La Hầu La. Cảm nhận được thái tử thức tỉnh trước cảnh sinh, lão, bệnh, tử và muốn tầm sư học đạo, công chúa Yajudala hy sinh tình riêng, âm thầm giúp chồng đi tìm mối đạo bao la. Sau khi Tịnh Phạn Vương băng hà, hoàng hậu Gotami cùng 50 vị nữ nhân trong hoàng tộc là những người thuộc nữ giới, lần đầu tiên được Phật chấp nhận làm tỳ kheo ni, có mặt trong giáo đoàn khất sĩ của ngài. Công chúa Yajudala cũng trở thành một tỳ kheo ni dưới sự hướng dẫn của ni trưởng Gotami, tu học theo giáo lý tỉnh thức do Đức Phật giảng dạy, trong đó có thiền quán. Hôm nay một mình ngồi trong hang động với tư thế tọa thiền, công chúa Yajudala bắt đầu quán chiếu. Thật là viên mãn thanh tịnh, viên mãn độc cư, viên mãn niềm vui xuất thế. Trong không khí, trong cảnh vật của núi rừng, cả trong tâm niệm của mình đều thanh tịnh, đều vô nhiễm, không vướng mắc hạt bụi phiền não chi tế nào. Ân đức của Thế Tôn chấp nhận cho mình được vào giáo đoàn khất sĩ dưới sự dìu dắt của ni trưởng Gotami thật là cao cả. Ôi Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng chánh giác, người mà nhân loại mãi mãi tôn thờ, người mà hơn 10 năm trước đây ta có nhân duyên được gần gũi cận kề. 10 năm trước.